Lại xin chào toàn thể các bác William đam mê yêu thích luồng mật trên toàn cả nước nhé. Thì ở tình hình các bác ở tất cả các tỉnh thành khu vực phía Bắc là khai thác mật vải thiều vòng quay thứ mấy rồi. Ở Bắc Giang thì hoa vải thiều là bắt đầu ra hoa đực của vải muộn rồi các bác. Đấy, chuẩn bị anh em là đánh vòng 2. Trong cái video ngày hôm nay thì cơ sở bên em lại xin giới thiệu tới các bác là về hai cái vật tư đấy, rất là thiết yếu trong cái mùa khai thác mật. Đi chi tiết về từng cái vật tư để cho các bác cùng tham khảo này. Đầu tiên thì xin giới thiệu tới các bác là về con dao cắt sáp bít lắp này. Đối với cái hàng này thì bên cơ sở em làm rất là kỹ này. Đấy, hàng này thì được làm bằng cái thép của lưỡi cưa các bác nhé, cái thép của cái lưỡi cưa máy xẻ. Đấy, khi người ta mà sử dụng bị cái hỏng cái lưỡi đấy rồi thì bên cơ sở là sẽ nhập cái lưỡi đấy về. Đấy, mang ra quán lò rèn mà người ta rèn cho. Đấy, hàng này thì độ sắc bén của nó rất là cao. Đấy, nhiều video là thực tế là quay cho các bác là về cảnh khai thác mật ong rồi. Đấy, đối với con dao này thì về cái mũi này, đấy, ưu điểm của nó bên nhà em làm là mũi tròn. Đấy, khi các bác cắt là nó sẽ đi sát vào tất cả các cạnh góc cầu, đấy, khai thác mật là triệt để luôn đấy. Đấy, con dao này là dao hai lưỡi, đấy thì các bác thuận tay trái hoặc là tay phải thì các bác đều có thể là xử lý được. Còn chuôi dao đây các bác này, chuôi dao thì được làm bằng gỗ xoang, đấy, gỗ xoang. Hàng này thì nó sẽ không ngấm nước và cũng như là nó rất là nhẹ, đấy, nó sẽ không bị ẩm mốc cái thời gian khai thác mật các bác nhé. Đấy, các bác khai thác mật là đa số là sẽ rửa tay khi mật dính vào tay. Đấy, còn cái gỗ xoang này nó không ngấm nước này, đấy, hàng này cực kỳ là tốt luôn. Đấy, đối với con dao này thì giá cả của nó rẻ thôi, nó chỉ vài chục nghìn đồng trên một con dao như thế này thôi các bác. Đấy, bác nào mà có nhu cầu mua tất cả vật tư về ngành ong ấy, đặc biệt là hai vật tư này, thì các bác liên hệ cho bên cơ sở em thông qua cái số điện thoại để góc màn hình video nhé. Còn về đây thì xin giới thiệu với các bác là về cái bình xịt khói này. Đấy, vào mùa khai thác mật thì nhiều bác là bảo ong đốt ác lắm, ong dữ lắm. Thì các bác do là các bác không sử dụng đủ cái liều lượng khói để các bác làm giảm sự hung hãn của đàn ong đi. Về bình xịt khói này thì bên nhà em đã sử dụng được vài năm rồi các bác. Đấy, thực tế là nhiều video giới thiệu quay cho các bác là về xem cái trại ong cũng như là chia sẻ cách sử dụng bình xịt khói rồi. Video này thì sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác này. Về cái bình này thì nó sẽ gồm hai cái phần chính này, một là thân bình tạo khí này. Đấy, thân bình tạo khí và hai là thân bình nhiên liệu. Đối với thân bình nhiên liệu thì nó được làm bằng inox 304. Ở ngoài thị trường thì rất là nhiều những cái shop bán hàng người ta sẽ bán cái loại inox 201 hoặc là nói chung nó bằng tôn, nó rất là kém. Đấy, nhưng bên cơ sở em là chỉ bán loại một thôi. Đấy, các bác nào mà làm trại ong hoặc các bác nuôi một vài đàn hoặc vài chục thùng thì các bác lên tham khảo, đắt hơn 1-2 chục nghìn. Đấy, không quan trọng, nhưng quan trọng đồ nó phải tốt. Đấy, còn về cái hàng này thì vòng ngoài đây nó sẽ có một cái lớp tay cầm chống nóng cho các bác này. Đấy, chống nóng. Còn về phía đằng sau ấy, cái bình tạo khí thì nó là một cái lớp da chịu nhiệt cực kỳ là tốt. Đấy, nhiều nơi là người ta chỉ bán cái hàng bớ bẩn thôi. Đấy, bóp 1-2 lần là nó không còn cái độ khói phụt ra nữa. Còn nguyên liệu để tạo ra khói thì các bác biết rồi. Các bác có thể là vật dụng những cái vật dụng xung quanh, ví dụ như là rơm, lá cây, cỏ khô. Đấy, thường thường thì trại nhà em là hay sử dụng là làm bằng bìa cắt tông ấy. Bìa cắt tông thì nó cực kỳ là bền. Đấy, cháy được lâu. Ở bên trong thì nó sẽ có một cái chân kiềng nữa. Còn cách thức sử dụng thì đây nó sẽ có quay lắm, các bác giật ra. Đó, các bác giật ra, các bác bỏ nhiên liệu vào bên trong là các bác sử dụng thôi. Còn đối với nhiều bác là sử dụng nhiều lâu năm rồi thì nó cái này nó bị ấy này, bị ra cái kiểu như cái bồ hóng này, đấy, nó kết vào đây. Đấy, lúc các bác đốt nó sẽ rất là chặt, các bác không giật được ra. Đấy thì chia sẻ cho các bác là khi các bác sử dụng xong ấy thì các bác có thể là đổ nước vào, đấy, các bác rửa sạch đi. Đấy, và mình dùng đấy, của bền thì tại người, các bác dùng thì nói chung là giữ gìn cũng như là bảo vệ nó thì thường thường nó sẽ được vài năm. Đấy, như cái bình này nhà em thì bây giờ hiện tại đang rơi vào 3 mùa khai thác mật rồi. Đấy, cũng như là 3 mùa kiểm tra ong rất là nhiều, sử dụng nhiều nhưng mà cái bình nó chỉ có két vàng thôi, két vàng, càng đốt thì càng lên vàng kiểu như thế này. Đấy, một video thì giới thiệu tới các bác là về hai cái vật tư đấy, không thể thiếu được trong nghề nuôi ong mật. Bác nào xem được cái video này cần cho mình thì các bác liên hệ cho bên cơ sở em thông qua số điện thoại em để ở góc màn hình video. Còn bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.